mọi người thấy cái clip mà của chồng em Miễn lên xin lỗi không? Không được. Em là người lên nói, và chính em là người phải là người xin lỗi. Mọi người thấy đó, gia đình em Miễn bây giờ sao? 6 con cái khóc lóc không học hành được và mắc cỡ với mọi người. Đó, chửi thầy đi. Nhận lại kết quả đó, nhanh chưa? Đâu lâu đâu. Cuồng cuộn mẹ cũng thế thôi, chửi thầy và sẽ nhận kết quả nhanh. Cuồng cuộn con cũng thế. Nếu như mà tà tháng 9 không ai bao giờ làm việc thiện. Mọi người thấy không? Tụi em đi theo thầy, tụi em ủng hộ thầy. Tụi em có bao giờ lên du quan giáo họa? Tụi em có văn tục văn bậy không? Còn tụi nó cuồng cuộn con, nó văn tục văn bậy mà thậm chí nó nói quan, nói ức cho người ta. Nó nói thêm, nó bớt, không sợ tội nghiệp luôn đó. Rồi á, đã dính vào cái đời drama này. Tại nói chung là mọi người còn công ăn chuyện làm, mọi người không có lướt sóng nhiều, mọi người không có biết. Ai cũng bị chửi, kể cả Phương Anh. Phương Anh là cái người mà chửi hay nhất luôn đó, mà Phương Anh cũng bị chửi. Không có người nào là gọi là không là bị chửi hết. Chẳng những bị chửi mà còn du quan giáo quả, nói thêm nó bớt nữa. Nhưng mà không, chửi nhiều đi, nghiệp lãnh. Bây giờ nè, xem nè, tụi em bị chửi thì nói chung là chỉ có cùng cuộn con bị chửi tụi em thôi. Còn cô đó đó không, bị cả thế giới lên án, đúng chưa? Đó, nhiêu là biết ai là người thắng cuộc rồi. Và mình cứ là người nói chuyện lịch sự đàng hoàng. Người ta học hỏi những cái người lịch sự, người ta học hỏi những người làm ăn đàng hoàng. Chúng ai học hỏi những cái người văn tục văn bậy, những cái người nói thêm nói bớt. Những người đó khi dướng vào làm ăn, người ta sợ chết luôn. Vì sao? Vì nó có thể, nó chửi mình cứ bằng văn tục văn bậy, nó lên mạng nó chửi người khác được thì nó sẽ chửi mình được. Và mình sẽ là người mắc cỡ người ta. Và nó sẽ là sao? Nó chở như thế này thì có mà chết làm ăn với những người này là không nên. Và nói chung là tốt nhất là tránh xa những người này. Người ta đi học cái hay cái đẹp, chúng ai đi học cái văn tục văn bậy và nói thêm nói bớt, nghiệp sẽ lãnh nhanh lắm, mọi người chờ xem.